Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại, nhiều địa phương trong đó có Đà Nẵng đang bắt đầu mở cửa du lịch, sẵn sàng đón du khách quay trở lại. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay vẫn là cần có quy định thống nhất chung để các địa phương chủ động kết nối nhằm phát triển tuyến, điểm an toàn liên vùng trong khai thác nguồn khách. Mới đây, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức diễn đàn trực tuyến du lịch toàn quốc với chủ đề Giải pháp phục hồi bền vững du lịch Việt Nam. Theo đó, một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay vẫn là làm thế nào để thống nhất các tiêu chí an toàn giữa các địa phương trong khai thác các nguồn khách, cả nội địa lẫn quốc tế. Quan trọng bậc nhất hiện nay là sự đồng nhất giữa chính sách mở cửa ở trong tất cả các cái địa phương để cho khách du lịch nội địa hay quốc tế họ có vào thì họ hiểu rằng chúng ta chỉ có một cái quy định thôi. Đó là quy định đấy đảm bảo an toàn cho họ, cho người dân của chúng ta. Tại thành phố Đà Nẵng, trong bối cảnh thành phố đã mở cửa để đón khách, nhiều doanh nghiệp du lịch, dịch vụ vẫn còn đắn đo trong việc tái hoạt động bởi lo ngại về nguồn khách khai thác không đủ để bù lỗ vận hành. Một số khác mở cửa nhằm giữ thương hiệu. Tuy nhiên, điều doanh nghiệp mong muốn vẫn là cần có quy định thống nhất giữa các bộ ngành địa phương trong mở cửa du lịch theo tiêu chí thích ứng, linh hoạt, an toàn trong bối cảnh hiện nay. Về cơ bản thì Sở Du lịch đã có nhiều công văn hướng dẫn rất cụ thể, rất chi tiết. Mong muốn của doanh nghiệp là có một quy định chung và thống nhất từ trên xuống dưới và được tập huấn kỹ để các cái khâu được một cách trôi chảy để thuận tiện cho doanh nghiệp và thuận tiện cho khách để khách đến với Đà Nẵng nhiều hơn. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, các chuyên gia cho rằng các địa phương và doanh nghiệp không nên chọn quá nhiều điểm đến mà cần chọn lọc, có sự tập trung. Ngoài ra, cần thường xuyên đánh giá việc đón khách nhằm rút kinh nghiệm, đưa ra các phương án tối ưu trong giai đoạn tiếp theo.